và hôm nay cũng muốn tay sáng này còn ở Cổ Thành. Bây giờ mình đi một vòng để mình các bạn trong hậu sẽ ở Cổ Thành nha các bạn. Bây giờ mình đang đi trên đường trong phố thì mình đi chơi nha các bạn. Mình đang đi đây là trên phố rồi, sáng bà con nhà này chuẩn bị về cho nên nó đang đông, hôm nay đang chủ nhiệm. Giờ mình đang đi phố này để mình ra cái bãi biển rồi các bạn. Cái này là buổi sáng rồi các bạn. Mình đang ở trên phố Cổ Thạch này. Bây giờ mình chuẩn bị xe chuẩn bị cũng qua bên Dinh Thầy Thiếm. Bây giờ mình tranh thủ để xuống đây để mình quay cái cảnh này lại buổi sáng ở Bình Minh ở chỗ cửa biển. Bây giờ mình đang đi xuống chỗ biển để mình quay cái cảnh này. Con giờ này chuẩn bị lên xe, chuẩn bị về đi chỗ khác rồi các bạn. Các anh xe ôm thì lại là chở khách để mà chuyển ra bến các bạn. Đây là mình xuống cửa khởi chỗ bãi biển buổi sáng nha các bạn. Bây giờ mình xuống đây mình đón khách Bình Minh. Đây các bạn, buổi sáng này bãi biển này cũng có người ta xuống tắm. Đây. Đây là những người ta đang xuống tắm biển luôn. Ở biển buổi sáng. Đây giờ này buổi sáng thì người ta cũng có xuống người xuống tắm đó các bạn. Ta xuống ta làm nóng đồ quá trời luôn các bạn. Đây là ảnh Bình Minh buổi sáng của ở bãi biển Cổ Thạch. Sáu bốn bánh nhé, giờ này cơ lớn các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở trong cái mé tại vì sóng nó hơi lớn. Có một số người đã xuống khoảng 5 giờ quá đây, xuống sớm. Mấy người mới xuống rồi. Cảnh là buổi sáng ở Cổ Thạch, biển Cổ Thạch.
số rồi xuống tổng tiếp tục. Giờ này rất êm, ở biển giờ này tàu thuyền ta đầu ra khơi để mà đi đánh cá ở ngoài vùng biển. Để mình chờ thấy giờ này tàu ở ngoài biển nó đậu ra đi nhấp luôn rồi. Giờ cũng lớn đây, tàu để đi ra ngoài biển để đánh cá. Giờ là mình đang đi tiến về phía bên đây để mà đến cái cảnh của Bình Minh ở biển Hổ Thạch. Cảnh Bình Minh rất sáng, cũng ở cái biển Hổ Thạch rất đẹp nha các bạn. Rồi nó tí xuống dọc cũng nghe cũng hay nữa. Rồi bây giờ xong nước miền Tây, xin hẹn các bạn lại video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ ủng hộ và subscribe cho mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.